Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Chương trình Hân Hạnh nhận được sự đồng hành bởi nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk. Thưa quý vị khán giả, thông qua một cái khoảng thời gian phát sóng khá dài thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những ý kiến đóng góp và những sẻ chia của quý vị khán giả. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu một cuộc hành trình đầy thú vị. Nhưng trước khi bắt đầu cuộc hành trình, cho phép Thanh Thảo được giới thiệu hai vị khách mời đang có mặt tại phim trường của chúng ta hôm nay. Nhân vật đầu tiên là Thạc sĩ Tonia, hiện đang là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Và một gương mặt thứ hai Thảo tin chắc là rất quen thuộc với quý vị khán giả, xin được giới thiệu Ốc Thành Vân. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm quen với những nhân vật chính trong chương trình hôm nay thưa quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, một vùng ngoại ô của thành phố Hà Nội, để cùng đón xem cuộc hành trình đầu đời không có mẹ bên cạnh của hai chị em họ Nhím và Hải Anh. Nhím tên thật là Nguyễn Gia Bảo Châu, năm nay được 4 tuổi 4 tháng. Nhím có khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt to tròn như búp bê. Kiều Hải Anh năm nay được 2 tuổi 9 tháng, cậu bé là em họ của Nhím và hiện đang sống tại tỉnh Lai Châu. Nhân dịp được nghỉ hè nên Hải Anh được mẹ cho về thành phố chơi với chị Nhím và thăm ông bà. Cậu à? Vâng, có người đặt mua mấy cân ngô. À thế à? Rồi vâng. Ờ thì bây giờ chị đang bận, chị đang cào thóc thì để chị bảo các cháu đem sang cho cậu nhá. Con ơi, bây giờ mẹ đang bận mẹ cào thóc. Yeah. Con đem hạt rau giống sang cho cậu Đoàn ở bên cửa hàng cho mẹ cho khách nhá. Yeah. Con đem sang cho cậu xong con đi lên đình con mua cho mẹ con cá nhá. Yeah. Cá về trường nấu canh nhá. Yeah. Ờ đi, hai chị em đi con. Từ từ để mẹ ở đã, từ để mẹ đeo con lộ cho cậu. Mẹ đang bận phơi thóc nên giờ mẹ nhờ hai chị em mang mấy túi hạt giống ra cửa hàng cho cậu. Và tiện đường mẹ nhờ hai chị em rẽ qua chợ ở gần đình lấy cho mẹ con cá và ít rau về. Quãng đường từ nhà tới cửa hàng rồi ra chợ chỉ dài khoảng 500m mà thôi. Thường ngày Nhím vẫn theo mẹ đi chợ nên không quá khó khăn với cô bé. Thế nhưng hôm nay thì phải dẫn theo một cậu em nhỏ mới ở quê xuống chơi thì không biết mọi chuyện suôn sẻ không đây? Mình bắt đầu chờ đợi một cái chuyến đi mà ở đó cái thể hiện của cô chị như thế nào. Còn Vân thì thường để ý rằng là trong mỗi chương trình Con Đã Lớn Khôn thì các bé nhận được nhiều thử thách hơn, chẳng hạn như là mua nhiều thứ hơn, đến nơi thì phải liệt kê ra một số thứ mà mẹ dặn. Nhưng mà ở đây thì mẹ dặn có vẻ ít thứ quá, đơn giản quá. Chắc là bây giờ quý vị khán giả cũng đang đặt ra rất là nhiều tình huống và câu hỏi cho riêng mình. Bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi hành trình. Lên đình con mua cho mẹ con cá, mẹ lại mua câu về để biếu cụ nhá. À, với buồn câu nữa. Con nhớ chưa? Đấy, hai chị em ra tay nhau đi con, đi bên phải nhá. Xem ra đối với hai chị em Nhím và Hải Anh thì cuộc hành trình này có vẻ giống như là đi chơi. Cùng đi bóc cho yêu, để có phải kẹo đâu. Đi bóc cho yêu, không bóc. Ra cổng đoàn đã, ra cổng đoàn đã. Biết cậu em Hải Anh lần đầu tiên về thành phố mà bản tính thì rất tò mò và hiếu động nên chị Nhím đã rất cẩn thận, luôn nắm chặt tay em thế này. Con là cháu nội. Mẹ bảo cháu mang ngô ra cho cậu ạ. Đây là cháu của mẹ đâu? Cháu ăn. Cháu ăn cái này. Cái này không ăn được. Mẹ cháu bảo lên mua cá với mua rau cho mẹ nhá. Cháu đi chợ để chị Nhím tiếp nhá. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, giờ tiếp tục đi ra chợ mua đồ cho mẹ nào. Đồ dỗ. Đi mua cá đó.
lần này kiếm đi cho nó. Mẹ ơi cho cháu quả bình. Anh ơi cháu quả đá. Hả? Bây bà cho cháu đại cá. Bây giờ mua tùm lum món hết rồi. Cá. Anh đang vô cùng thích thú nhìn thấy chú cá quẫy nước mạnh như thế này. Rau, bí và buồng cau đã lấy được về cho mẹ rồi. Hai chị em đang rất là vui vẻ. Rồi, rồi. Bí, cầm tay. Này, cầm để con cá. Bí, cầm tay. Cầm để con này. Rau, cầm đây. Cầm để cá. Chị bực mình lên rồi. Bực rồi. Cầm để chùm câu. Cầm đấy. Đi về. Đi. Đi. Cầm đây. Cầm đây. Cầm đây. Giờ con cố gắng. Không giống rồi. Cho dù con có mây. Con sẽ quay khắp nhà. Trong khi chị Nhím đang bực đến phát khóc thì cậu em vô tư này đã lại bực quá, bực quá. Tội nghiệp chứ sao. Cuối cùng những giọt nước mắt của chị Nhím đã có hiệu quả. Giờ thì anh chàng đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Buổi sáng thức dậy và ngày hôm nay thật biết bao điều hay. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn rồi. Mẹ cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Trăm đấy. Mở chùi bóng đi. Nào cam để trồng. Thành khoai lang luôn. Cậu em thì lại sợ con cá. Ôi. Cơn bực bội của chị Nhím đang vỡ òa lên trong tiếng khóc. Đọc lên cái là bà đánh liền. Đọc lên cái là bà đánh khóc liền. Ráo hoảnh luôn. Và khi mà chị Nhím đã bắt đầu nín khóc thì lại đến lượt cậu em trai nhỏ này. Giờ thì nó cứ như là một cuộc thi xem ai khóc to hơn vậy. Chẳng có một giọt nước mắt nào được chảy ra cả. Con đi đi. Hai tay ôm đi. Đi đi đi. Giờ tới cậu em khóc rồi. Xem mấy chùi mũi.
cùng vui bình minh. Buổi sáng thức dậy và ngày hôm nay thật biết bao điều hay. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn rồi. Mẹ cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Thì chị Nhím đã không còn đủ kiên nhẫn để dỗ dành cậu em nữa, và cô bé đã quyết định. Mẹ ơi nhưng tại sao nay mẹ khóc nước mắt ướt đã làm con. Lúc này thì nhờ có thứ vũ khí lợi hại, Hải Anh đã tìm thấy sự trợ giúp. Thế nhưng không một ai hiểu cậu bé đang muốn gì khi mà cậu bé cứ liên tục nhảy tưng tưng lên thế này. Không sao, đâu rồi, em đâu rồi. Sẽ là chuyến đi không bao giờ quên của hai chị em trong cuộc hành trình đầu đời đi giúp đỡ mẹ. Con Nhím đâu? Là Nhím ơi, con thằng đồng qua bí cho mẹ nha, con ngoan. Mà ôm để qua bí cho mẹ. Mẹ cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ. Rồi, nào con hoa nó con không thích. Con không nữa, mẹ đi nhà rồi. Rồi, mẹ bắt. Đây có thể gọi là một cái hành trình rất là nhiều nước mắt. Có một cái sự khác biệt rất lớn trong cái ứng xử giữa Nhím và cậu em. Ở cái lứa tuổi của Nhím thì cô nàng đã ý thức được đầy đủ những cái nhiệm vụ mà mẹ giao, và nó có một cái quyết tâm nhất định trong cái việc là bằng mọi giá phải thực hiện được. Nhưng mà với cậu em này thì vẫn vô tư lắm. Cậu bé này á cũng rất là thích ngọt. Nếu như mà người chị á, Nhím á, mà nói theo kiểu khác là em ơi em cầm giúp chị cái này, em ơi em cầm giúp chị cái kia, thì có thể là cậu bé sẽ không phản ứng như vậy. Nhưng mà tính cách của bé Nhím này thì khá là cương trực. Cho nên là cái cách thể hiện của bé Nhím thì đôi khi là nó không cùng tần số đúng rồi. Không có cảm thấy thoải mái khi phải giúp chị mình trong cái việc đó. Thông qua một cái câu chuyện ngắn như thế này thôi thì quý vị cũng thấy là việc mà chúng ta bổ sung cái dưỡng chất cho các con hàng ngày nó rất là quý giá, để mang đến một cái sức khỏe dẻo dai rất là tốt, để con có thể là hòa nhập vào những cái cuộc trải nghiệm như thế này. Và một điều đặc biệt hơn nữa là Thảo tin chắc là sau cuộc hành trình này thì Nhím cũng sẽ rút kinh nghiệm hơn trong việc bảo ban em, rồi em cũng sẽ rút kinh nghiệm hơn trong cái việc là sẽ giúp đỡ chị như thế nào. Bây giờ thì chúng ta hãy tiếp tục đến với một phần nhỏ nữa của chương trình ngày hôm nay và cùng làm quen thêm với những nhân vật mới thưa quý vị. Câu chuyện tiếp theo của chương trình Con đã lớn khôn ngày hôm nay sẽ là một cuộc hành trình đầy thú vị của hai chị em Su và Ken. Bé Su tên thật là Nguyễn Khánh Minh, năm nay được 5 tuổi 8 tháng, là chị của một cậu em trai gần 3 tuổi, nên Su rất ra dáng bà chị khi luôn quan tâm nhường nhịn và giúp mẹ trông em. Bé Ken tên thật là Nguyễn Hải Minh, năm nay được 2 tuổi 10 tháng, là con trai nhưng Ken lại rất hay nhõng nhẽo và khóc nhè mỗi khi không vừa ý. Ngày hôm nay mẹ có hẹn đi trả chuyện tranh và qua tiệm thuốc gần nhà lấy hàng thuốc bổ về cho bà. Nay ba đi công chuyện rồi nha, có mình mẹ coi quán à, con dắt em đi vô nhà bác Tiểu lấy rau cho mẹ, nha không? Rồi á, ghé trả chuyện cho mẹ luôn đi, bữa nay tới ngày trả chuyện rồi nha. Con ra ngoài đó con lấy thuốc cho mẹ. Vậy là tiện trên đường đi trả chuyện và lấy thuốc bổ, mẹ đã nhờ các bé qua chợ lấy ít rau mang biếu. Quãng đường đi dài khoảng 800 mét, hàng ngày Su vẫn được mẹ chở đi chợ và thỉnh thoảng đi đến tiệm thuốc lấy thuốc bổ cho bà, nên Su rất nhớ đường. Nhưng ngày hôm nay cô bé phải tự đi một mình và dẫn theo cậu em trai nhỏ nữa, thì không biết cô chị đảm đang này có hoàn thành được nhiệm vụ mẹ giao không đây. Cái hành trình này là nó có đi qua chỗ bán rau, đi phòng khám, rồi đi ngược lại chỗ thuê chuyện. Nó khá rắc rối. Để xem là họ sẽ thể hiện như thế nào. Chào mẹ lên đường, chị Su rất cẩn thận khi liên tục nhắc nhở em về nhiệm vụ mẹ giao. Đi mua rau nha. Rồi trước sau kể chuyện nha. Chợ rau nằm ở ngay gần nhà nên rất nhanh hai chị em đã ra tới cửa hàng bán rau. Em đóng cửa lại chú. Em xong chưa? Mẹ đi nổi không? Con đi nổi không? Rồi.
Đáng lẽ thay vì rẽ phải để đi tới cửa hàng trả chuyện trước, thì chị Xu đã đi sang tiệm lấy thuốc bổ cho bà. Chị đi cơ hả? Ở đây nè. Ở đây nè. Thuốc bổ đi kiểu này thì ngày mai mới tới. Bưng nổi. Tâm nổi. Vừa phải bê hai sổ rau và vừa phải dắt theo cậu em mít ướp. Ôi mẹ đau ghê. Cái con bò kìa. Kìa con bò kìa. Bao kìa. Con bò mất kêu rồi. Buổi sáng thức dậy và ngày hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn rồi. Mẹ cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trời. Cuối cùng thì cũng tới tiệm thuốc. Con đi với ai? Con đi với em con. Con gửi rau. Rau quả. Con biếu. Con biếu bà. À, con đi cấp thuốc cho ai? Mẹ con tới lấy thuốc cho ngoài. Đây rồi đấy. Cho ngoài không? Em uống. Mẹ là bà nhận rau cho con rồi nhá. Con chào ba con về. Việc biếu rau và lấy thuốc bổ cho bà ngoại đã xong, hy vọng sẽ không còn nỗi rắc rối nào đến với hai chị em nữa cả. Không yên tâm về cậu em trai nhít ướt nên chị Xu đã quyết định nhận phần nặng hơn về mình. Em ơi có mệt không? Dễ thương quá. Mệt. Mệt. Hai chị em ngồi nghỉ nha. Cái kia là ngồi nghỉ nha. Trời ơi. Trời ơi. Đạp lên. Bỏ như vậy. Đeo vào. Đeo vào. Ghê cất chết. Dạ. Đeo vào. Đúng kiểu con gái ha. Ừ, trong em là gái. Sóc tỉ mỉ. Nhẹ không? Nhẹ. Nhẹ cô ca. Đang rất vui vẻ thì đột nhiên cậu em nhõng nhẽo này đã là ai? Không đi chạy chuyện. Đi chạy chuyện. Đi chạy chuyện nha. Yeah.
đi trả chuyện. Cuối cùng thì cô em này cũng phải tuân lệnh của chị hai sau khi đã tìm đủ mọi cách nhõng nhẽo. Tới rồi, tới rồi. Cô ơi, cô, cho con trả chuyện. Cô ơi, trả chuyện. Trả chuyện. Dạ. Ôi, nhiều chuyện quá. Ồ, ăn trả chuyện hả? Dạ. Ồ, rồi, cô sẵn nhé. Con trả chuyện cô đủ rồi đấy. Con cảm ơn cô về. Con chào cô về. Rồi, cẩn thận nhé. Dạ. Thế nào? Con xin hứa sẽ từ đây cho dù mấy phút to, con sẽ không bỏ cuộc. Đi về nhà nha. Giờ thì không còn tiếng khóc nào nữa cả. Sự vui vẻ đã trở lại với hai chị em khi đã hoàn thành xong mọi nhiệm vụ mẹ sao. Mau mau về nhà với mẹ thôi nào. Đi về nhà nha. Đi về. Mẹ thôi sữa nào, uống đi sữa đi. Uống sữa ra để chơi nha. Ngủ rồi, ngủ rồi nha. Đó. Ăn cho bà. Cái tập phim này sao mà Thảo thấy thương ơi là thương. Cái tính cách của cô bé chị cương quyết và thương em. Cái sự chăm sóc của cô chị mà dành cho cô em, nó thể hiện một cái sự tỉ mẩn, một cái sự chi ly và rất là tình cảm. Và nếu như chúng ta so sánh hai cái đoạn, cũng là hai chị em, cũng là chị gái và cậu em trai, nhưng rõ ràng như ban nãy Vân nói á, nếu như mà cô chị dịu dàng hơn một tí thì rõ ràng là cái hành xử của cậu em nó sẽ khác. Cái cậu này tính ra là cậu lại rất là mè nheo hơn các cậu hồi nãy á. Hai cậu là đều nhõng nhẽo nha, nhưng mà cái cậu này mè nheo hơn. Lúc mà nạt em một cái á, thấy em khóc rồi là lúc sau hình như là cũng bắt đầu rút kinh nghiệm rồi. Em mệt hơn vỗ về hơn là đã chị sắp cho. Đến đây thì ít phút dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ, đó là nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng hành trình Con Đã Lớn Khôn. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Chương trình do công ty MCV thực hiện.